Xin chào anh em, lại là mình đây. Mình vừa mới từ quê đây, mình vừa mới đi học về đấy. Đây là ai, vừa mới đi học về đấy là mình phải ra ngay đây để nói chuyện với anh em. Và còn để đợi ông anh mình nữa. Nhưng mà hôm nay ông anh mình lại đi công việc mất rồi. Thế nên là hôm nay mình sẽ nói chuyện với anh em. Ôi, một tuần nhanh thật đấy. Nghe bắt đầu. Mình ấy, cứ bây giờ tuần nào mình cũng phải về nhà. Thứ nhất ấy kiếm đồ ăn, thứ hai là phải quay video cho anh em xem, rất là hay thật sự luôn. Tại vì bình thường ra mình cũng ít ra đấy lắm, nhưng mà từ khi mà ra đấy nói chuyện với anh em ấy, được anh em tán thành, anh em ủng hộ, anh em subscribe cho mình, nên là mình đã có động lực và tự nhiên lại rất thích về quê. Thế nên là khi cứ mỗi lần là cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì mình lại phải tranh thủ về với anh em, chứ không làm sao để anh em đợi mình được, đúng không? Đấy, anh em biết rồi còn gì nữa, mình nói chuyện là vui nhất. Còn ông anh mình với cả đứa em mình á, làm sao nói chuyện hay bằng mình được, đúng không anh em? Anh em biết không, lên trường á, ủa mình lên có thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Ui giời ơi, 6 ngày liền mà cảm giác như là phải một tháng anh em ạ. Anh em biết không, thứ sáng này không nhịn ăn sáng, trưa lại bài ca bất hủ là cơm sinh viên, tối thì auto mì tôm anh em ạ. Nhưng mà được cái là lên trường vui. Và mình lên trường ấy, nhưng mà mình không quên anh em được đâu. Mình phải sửa video để có những video hay nhất cho anh em xem đấy. Thế nên là anh em nhớ ủng hộ mình nhiệt tình. Lúc đấy mình sẽ có động lực để mà xem, quay nhiều video cho anh em xem, đúng không? Trời này mát, nhưng mà anh em biết vừa vào đầu hè mà, nên là nó cũng chưa nóng. Chứ mấy hôm nữa có khi mình phải cắm cọc ở đây, chứ ở nhà nóng lắm. Các bạn biết là ở quê bây giờ vẫn mái tôn đấy, rồi tôn mà nó hấp xuống thì ngang lợn luộc anh em ạ. Đấy, anh em mình thấy mình giống con lợn này. Ông anh mình toàn bảo mình là con lợn thôi, mà trong nhà nó nóng như thế có khi mình thành con lợn hấp nhỉ. Nên là phải tranh thủ ra đây vừa làm video vừa làm trò chuyện cho anh em xem nữa đây. Thoải mái quá, thoải mái quá anh em ơi. Mình sẽ làm video làm súng bằng bèo cho anh em xem, và mình còn làm được thuyền nữa đấy, hơi bị hay này. Hay là bây giờ mình sẽ làm thuyền cho các bạn luôn nhé, để anh em đỡ mất công chờ đợi, đúng không? Mình chỉ cần chuẩn bị một cái này, anh em biết là gì không? Đây là bèo. Ở đây là một cái que, que gì cũng được anh em. À, mình sẽ làm cho anh em xem. Tay cầm chiu 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 chiu. Các bạn nhớ phải cố định các bạn ấy. Thế là xong cái súng rồi. Ngày xưa mình rất là hay chơi chiu 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 chiu. Anh em thấy hay không?
Làm lại. Lên. Ngày bé mình rất là hay thích chơi này rồi. Đây, để làm gì? Giúp cả càng luôn. Mình còn biết làm thuyền nữa đấy. Hơi bị hay. Chú anh đạo diễn bắn ba bắn. Anh em thấy hay không? Thôi thằng dở, về nấu cơm đi, không tối rồi đấy. Anh để cho em chơi nốt một tí nào. Mình nhìn mặt trời kìa. Thôi, mình phải về đây. Tại vì cũng đợi ra đợi ông anh mình, ông lại đi đặt gái mất rồi anh em ạ. Thế là nếu các bạn muốn xem nhiều video mình làm những cái thứ này cho anh em xem thì nhớ like, subscribe và share để ủng hộ mình làm nhé. Đấy, đừng quên nút chuông để xem video mới nhất. À, còn bây giờ mình về đây. À, tạm biệt anh em nhé.